Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bộ túi toán lớp 5. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong chuyên đề 8, các bài toán về chuyển động đều. Dạng 1, vận tốc của một chuyển động đều. Bài tập tự luyện. Ở bài 1 chúng ta có vận tốc của một con chim đại bàng bay quãng đường 16 km trong 0,1 giờ là. Vậy đây chúng ta có đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc của con chim đại bàng khi nó bay 16 km trong 0,1 giờ. Vậy đây chúng ta có công thức tính vận tốc. Cô gọi V chính là vận tốc, S là quãng đường và T là thời gian. Thì chúng ta sẽ có công thức tính vận tốc đó chính là bằng V tức là vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian tức là S chia T. Vậy đây, đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc của con chim đại bàng và cho biết quãng đường chính là 16 km và thời gian là 0,1 giờ. Vậy cô có vận tốc của con chim đại bàng đó là? Vận tốc của con chim đại bàng là vận tốc tức là V, V sẽ bằng S chia T, tức là quãng đường chia thời gian. Quãng đường ở đây là 16 chia cho thời gian là 0,1 giờ và bằng 160 km/h. Vậy chúng ta điền đáp án là 160 km/h. Bài 2, xe ô tô đồ chơi của Huy đi quãng đường dài 120m hết 2 phút. Vận tốc ô tô đồ chơi đó là? Vậy tương tự chúng ta có đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc và cho biết quãng đường mà xe ô tô đi được là 120m và thời gian là 2 phút. Vậy chúng ta có vận tốc của ô tô đồ chơi đó chính là bằng vận tốc của ô tô đồ chơi là? Chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc là V sẽ bằng S chia T, tức là quãng đường chia thời gian. Ở đây quãng đường chính là 120m và cô chia cho thời gian là 2 phút và cô có kết quả là 60. Đơn vị ở đây chính là mét trên phút. Đơn vị vận tốc ở đây chính là mét trên phút. Vậy vận tốc ô tô đồ chơi đó chính là 60m/s. Chúng ta tiếp tục với bài 3. Một vận động viên tập chạy trên quãng đường dài 0,8 km hết 4 phút. Vận tốc của vận động viên đó theo km/h là? Vậy ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc theo đơn vị là km/h. Ở đây chúng ta đã có quãng đường theo đơn vị là km và thời gian ở đây là phút. Vậy trước tiên cô sẽ đổi 4 phút sang đơn vị đo là giờ để tìm vận tốc theo đơn vị km/h. Chúng ta sẽ đổi 4 phút sang đơn vị là giờ. 1 giờ sẽ bằng 60 phút, vậy 4 phút sẽ bằng 4 chia cho 60 giờ, hay đó chính là bằng 1/15 giờ. Vậy vận tốc của vận động viên đó là? Chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc đó là vận tốc sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường ở đây chúng ta có là 0,8 km. Chia cho thời gian đó là 1/15 giờ. 0,8 chia 1/15 và bằng 12 km/h. Vậy vận tốc của vận động viên đó là 12 km/h. Chúng ta tiếp tục với bài 4. Vận tốc của một con rùa bò trên quãng đường dài 40m trong 8 phút 20 giây theo m/s là? Vậy đây đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc theo đơn vị là m/s. Chúng ta đã có quãng đường ở đơn vị là mét và thời gian là 8 phút 20 giây. Cô sẽ đổi 8 phút 20 giây về đơn vị đo là giây để tìm vận tốc theo đơn vị là m/s. Chúng ta có đổi 8 phút 20 giây về đơn vị đo là giây. Ở đây cô có 8 phút 20 giây sẽ bằng 8 phút cộng với 20 giây. Ở đây chúng ta cần đổi sang đơn vị đo là giây. 1 phút sẽ bằng 60 giây, vậy 8 phút sẽ bằng 8 nhân với 60 giây và bằng 480 giây. Chúng ta cộng tiếp cho 20 giây. 480 giây cộng với 20 giây chính là bằng 500 giây. Vậy 8 phút 20 giây bằng 500 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm vận tốc của con rùa theo đơn vị là mét trên giây. Vận tốc của con rùa là? Vận tốc của con rùa là chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian, công thức tính vận tốc. Quãng đường ở đây chính là 40m, chia cho thời gian ở đây chính là 500 giây. Và cô được vận tốc đó chính là bằng 2/25, đơn vị ở đây là mét trên giây. Vậy đây chúng ta có vận tốc của con rùa là 2/25 mét trên giây. Tiếp tục với bài 5 chúng ta có anh Hà chạy bộ quanh một hồ nước hình tròn có đường kính 2 km. Biết anh chạy một vòng hồ hết 0,8 giờ, vận tốc chạy bộ của anh Hà là? Vậy đây chúng ta thấy vận tốc chạy bộ của anh Hà sẽ được tính bằng quãng đường chia cho thời gian. Ở đây đề bài đã cho chúng ta biết thời gian anh chạy một vòng hồ là 0,8 giờ. Vậy chúng ta cần phải đi tìm quãng đường mà anh chạy một vòng hồ là bao nhiêu. Đề bài cho anh Hà chạy bộ quanh một hồ nước hình tròn có đường kính là 2 km. Vậy quãng đường mà anh chạy một vòng hồ chính là bằng chu vi của hồ nước hình tròn.
Về đây, để tìm quãng đường mà anh chạy một vòng hồ, chúng ta quy về bài toán tìm chu vi của hồ nước hình tròn có đường kính là 2 km. Vậy đây cô có quãng đường anh Hà chạy một vòng hồ là, hay đây chính là chu vi của hồ nước. Ở đây chính là chu vi của hồ nước và chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi của hình tròn, đó là đường kính nhân với 3,14. Ở đây đề bài cho chúng ta đường kính là 2 km. Vậy để tìm chu vi của hồ nước, chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 3,14, đường kính nhân với 3,14 và bằng 6,28. Đơn vị ở đây là km. Vậy vận tốc chạy bộ của anh Hà là, để tính vận tốc chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc, đó chính là bằng quãng đường chia thời gian. Ở đây chúng ta có quãng đường mà anh chạy một vòng hồ là 6,28 km, thời gian anh chạy một vòng hồ là 0,8 giờ. Chúng ta sẽ lấy 6,28 chia 0,8 và bằng 7,85. Đơn vị ở đây là km/giờ. Vậy vận tốc chạy bộ của anh Hà là 7,85 km/giờ. Chúng ta tiếp tục với bài 6. Thủy đi bộ từ nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Trên đường đi, Thủy dừng mua sách hết 15 phút. Biết quãng đường từ nhà Thủy đến trường dài 1,2 km, vận tốc đi bộ của Thủy là. Vậy đây chúng ta thấy Thủy đi bộ từ nhà đến trường. Cô có quãng đường từ nhà Thủy đến trường. Và đây, quãng đường này dài 1,2 km. Ở đây đề bài cho biết Thủy xuất phát lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc đi bộ của Thủy. Vậy, vận tốc đi bộ của Thủy sẽ được tính bằng công thức quãng đường chia cho thời gian. Ở đây chúng ta đã có quãng đường là 1,2 km. Vậy chúng ta cần phải tìm thời gian Thủy đi từ nhà đến trường là bao nhiêu giờ. Ở đây cô có thời điểm xuất phát và thời điểm đến trường của Thủy. Vậy, khi cô lấy thời điểm đến trường trừ cho thời điểm xuất phát, cô sẽ được thời gian Thủy đi từ nhà đến trường bao gồm cả thời gian Thủy dừng lại mua sách. Vậy trước tiên ở đây chúng ta sẽ tính được thời gian Thủy đi từ nhà đến trường và thời gian Thủy mua sách sẽ là tổng thời gian Thủy đi từ nhà đến trường và thời gian dừng mua sách là. Ở đây chúng ta sẽ lấy thời điểm đến trường trừ cho thời điểm mà Thủy xuất phát, tức là 7 giờ 15 phút trừ cho 6 giờ 45 phút. Và đây cô có 7 giờ 15 phút cô sẽ viết được thành là 6 giờ. Cô sẽ đổi 1 giờ đây sang 60 phút. Và đây, cô có 60 phút cộng với 15 phút và bằng 75 phút. Vậy 7 giờ 15 phút sẽ bằng 6 giờ 75 phút. Chúng ta trừ cho 6 giờ 45 phút. Vậy đây chúng ta thu được kết quả là 6 giờ trừ 6 giờ là hết. 75 trừ 45 bằng 30 phút. Đây chúng ta có kết quả là 30 phút. Vậy 30 phút này tức là đã bao gồm cả thời gian mà Thủy dừng lại để mua sách. Vậy đây, chúng ta sẽ tính được thời gian mà Thủy đi từ nhà đến trường không bao gồm thời gian mua sách sẽ là thời gian Thủy đi từ nhà đến trường không kể thời gian mua sách là. Ở đây chúng ta thấy tổng thời gian Thủy đi từ nhà đến trường cộng với thời gian mua sách là 30 phút. Và đây, đề bài cho biết Thủy dừng mua sách hết 15 phút. Vậy thời gian Thủy đi từ nhà đến trường không kể thời gian mua sách sẽ là 30 phút trừ cho 15 phút và bằng 15 phút. Vậy ở đây chúng ta có quãng đường đề bài cho đơn vị là km. Vậy ở đây cô sẽ đổi 15 phút sang đơn vị là giờ để tính vận tốc theo đơn vị là km/giờ. Đổi 15 phút. 1 giờ sẽ bằng 60 phút. Vậy 15 phút sẽ bằng 15 chia cho 60 giờ và bằng 0,25 giờ. Vậy vận tốc đi bộ của Thủy sẽ là, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc là quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây chúng ta có là 1,2 km chia cho thời gian ở đây chúng ta vừa tìm được là 0,25 giờ và bằng 4,8 km/giờ. Vậy vận tốc đi bộ của Thủy là 44,8 km/giờ. Chúng ta tiếp tục với bài 7. Lúc 5 giờ 30 phút, chị Thủy đi xe khách từ nhà và về đến quê lúc 7 giờ 45 phút. Biết quãng đường xe khách đi dài 75 km và giữa đường xe dừng nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe khách là. Vậy đây chúng ta có chị Thủy đi xe khách từ nhà về quê. Đây chúng ta sẽ có quãng đường mà chị Thủy đi từ nhà về quê. Và chị xuất phát lúc 5 giờ 30 phút, về đến quê lúc 7 giờ 45 phút. Về đến quê lúc 7 giờ 45 phút. Ở đây đề bài cho biết thêm là quãng đường xe khách đi dài 75 km. Vậy cô có quãng đường từ nhà đến quê dài 75 km. Và giữa đường thì xe dừng nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe khách là,
Vậy tương tự ở đây chúng ta sẽ có vận tốc của xe khách sẽ được tính bằng quãng đường mà xe khách đi chia cho thời gian mà xe khách đi từ nhà về quê. Tức là quãng đường mà xe khách di chuyển chia cho thời gian mà xe khách di chuyển. Vậy ở đây đề bài đã cho chúng ta biết là quãng đường dài 75 km. Vậy chúng ta cần phải tìm thời gian mà xe khách di chuyển từ nhà về quê là bao nhiêu giờ để chúng ta có thể tìm vận tốc theo đơn vị là km/h. Vậy đây cô sẽ có được khi cô lấy thời điểm mà xe khách về đến quê trừ cho thời điểm mà xe khách xuất phát, cô sẽ thu được thời gian mà xe khách đi từ nhà chị Thủy về đến quê, bao gồm cả thời gian mà xe khách dừng nghỉ 15 phút. Vậy đây chúng ta sẽ có tổng thời gian mà xe khách đi từ nhà chị Thủy về quê, bao gồm cả thời gian nghỉ là tổng thời gian xe khách đi và thời gian dừng nghỉ là. Chúng ta sẽ lấy thời điểm về đến quê trừ cho thời điểm xuất phát, tức là 7 giờ 45 phút trừ cho 5 giờ 30 phút. Ở đây chúng ta có chính là bằng 2 giờ 15 phút. Vậy ở đây chúng ta thấy 2 giờ 15 phút này tức là đã bao gồm cả thời gian mà xe khách dừng nghỉ. Vậy để tìm vận tốc thì chúng ta sẽ phải tìm thời gian di chuyển của xe, tức là chúng ta sẽ phải trừ đi thời gian mà xe dừng nghỉ. Vậy đây cô có thời gian di chuyển của xe khách là, hay đó chính là thời gian xe khách di chuyển từ nhà về quê là từ nhà chị Thủy về quê. Chúng ta sẽ lấy tổng thời gian đi từ nhà về quê bao gồm thời gian nghỉ trừ cho thời gian nghỉ của xe là 15 phút. Đây chính là 2 giờ 15 phút trừ cho 15 phút và bằng 2 giờ. Vậy chúng ta đã có thời gian mà xe khách di chuyển là 2 giờ. Vậy chúng ta sẽ tìm được vận tốc của xe khách là, vận tốc của xe khách chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây đề bài cho là 75 km. Chia cho thời gian ở đây là 2 giờ. 75 chia 2 và bằng 37,5 đơn vị là km/h. Vậy vận tốc của xe khách là 37,5 km/h. Chúng ta tiếp tục với bài 8. Quãng đường từ nhà Huy đến nhà Vũ dài 7 km và đi qua nhà Tiến. Huy đi bộ 1 km đến nhà Tiến, sau đó tiếp tục đi xe đạp trong 30 phút nữa thì đến nhà Vũ. Hỏi Huy đã đi xe đạp với vận tốc bao nhiêu km/h? Hỏi Huy đã đi xe đạp với vận tốc bao nhiêu km/h? Vậy đây chúng ta có quãng đường từ nhà Huy đến nhà Vũ dài 7 km và đi qua nhà Tiến. Cô sẽ có quãng đường từ nhà Huy đi đến nhà Vũ phải đi qua nhà của Tiến. Và đây quãng đường từ nhà Huy đến nhà Vũ dài 7 km. Đây cô có đoạn đường này chính là 7 km. Huy đi bộ 1 km đến nhà Tiến, tức là quãng đường từ nhà Huy đến nhà Tiến chính là 1 km. Sau đó tiếp tục đi xe đạp trong 30 phút nữa thì đến nhà Vũ. Vậy ở đây chúng ta có quãng đường Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ, Huy sẽ đi mất 30 phút. Hỏi Huy đã đi xe đạp với vận tốc bao nhiêu km/h? Vậy vận tốc Huy đi xe đạp, hay đó chính là vận tốc mà Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ là bao nhiêu? Bởi vì ở đây chúng ta có Huy đi bộ đến nhà Tiến và từ nhà Tiến đến nhà Vũ thì Huy đi xe đạp. Vậy vận tốc đi xe đạp của Huy chính là vận tốc mà Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ. Vậy để tính vận tốc Huy đi xe đạp từ nhà Tiến đến nhà Vũ, chúng ta sẽ lấy quãng đường từ nhà Tiến đến nhà Vũ chia cho thời gian mà Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ. Ở đây đề bài cho chúng ta thời gian Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ là 30 phút. Tức là cô đã có T là 30 phút. Vậy chúng ta cần phải tìm quãng đường Huy đi từ nhà Tiến đến nhà Vũ là bao nhiêu, hay đó chính là quãng đường từ nhà Tiến đến nhà Vũ. Vậy đây cô có quãng đường từ nhà Tiến đến nhà Vũ là, hay đây chính là quãng đường mà Huy đạp xe đạp. Vậy chúng ta có tổng quãng đường từ nhà Huy đến nhà Vũ là 7 km, mà quãng đường từ nhà Huy đến nhà Tiến là 1 km. Vậy quãng đường từ nhà Tiến đến nhà Vũ sẽ bằng 7 km trừ cho 1 km, tức là đoạn đường này. Chúng ta sẽ lấy 7 km trừ cho 1 km và bằng 6 km. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc theo đơn vị là km/h. Chúng ta đã có quãng đường là đơn vị km. Vậy cô sẽ đổi 30 phút về đơn vị đo là giờ. Đổi 30 phút. 1 giờ sẽ bằng 60 phút. Vậy 30 phút sẽ bằng 30 chia cho 60 giờ và bằng 0,5 giờ. Vậy chúng ta đã có quãng đường, đó chính là 6 km và thời gian là 0,5 giờ. Vậy vận tốc mà Huy đã đi xe đạp là? Để tính vận tốc chúng ta sẽ áp dụng công thức V bằng S chia T, tức là quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây chúng ta vừa tìm được là 6 km, chia cho thời gian ở đây chính là 0,5 giờ và bằng 12 km/h. Vậy vận tốc đi xe đạp của Huy là 12 km/h. Chúng ta tiếp tục với bài 9.
Cô Lan bơi từ điểm A đến điểm B và từ điểm B quay về điểm A hết 5 phút 30 giây. Biết khoảng cách giữa hai điểm A và B dài 143 mét, vận tốc bơi của cô An theo mét trên phút là. Vậy đây chúng ta có cô Lan bơi từ điểm A đến điểm B và khoảng cách giữa hai điểm là 143 mét. Vậy đề bài cho cô bơi từ điểm A đến điểm B và từ điểm B quay về điểm A hết 5 phút 30 giây. Đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc bơi của cô Lan theo mét trên phút. Vậy vận tốc bơi của cô Lan sẽ được tính bằng quãng đường mà cô Lan bơi chia cho thời gian mà cô Lan bơi. Ở đây chúng ta có thời gian cô bơi từ A đến B sau đó bơi từ B về A là 5 phút 30 giây. Chúng ta có thời gian tức là T bằng 5 phút 30 giây. Và đây chúng ta cần phải tìm quãng đường mà cô Lan bơi là bao nhiêu để tìm được vận tốc. Vậy đây chúng ta có được cô bơi từ điểm A đến điểm B, sau đó bơi từ điểm B về điểm A, tức là cô đã bơi 2 lần trên quãng đường AB. Cô đã bơi 2 lần trên quãng đường AB. Vậy đây, trước tiên chúng ta sẽ có quãng đường mà cô đã bơi chính là 2 lần độ dài của quãng đường AB. Chúng ta có quãng đường mà cô Lan đã bơi là. Ở đây chúng ta thấy cô Lan bơi từ A đến B với quãng đường là 143m, sau đó tiếp tục bơi từ B về A. Vậy quãng đường cô bơi từ B về A chính là 143m. Vậy chúng ta có tổng quãng đường mà cô đã bơi chính là 286m, tức là 2 lần quãng đường AB. Vậy đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc. Đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc bơi của cô theo đơn vị là mét trên phút. Chúng ta đã có quãng đường theo đơn vị là mét. Vậy ở đây cô sẽ đổi 5 phút 30 giây về đơn vị là phút. Đổi 5 phút 30 giây về đơn vị đo là phút. Ở đây chúng ta sẽ có được 5 phút 30 giây sẽ bằng 5 phút cộng với 30 giây. Chúng ta đổi về đơn vị đo là phút. Vậy đầu tiên cô sẽ giữ nguyên là 5 phút. Mỗi phút sẽ bằng 60 giây. Vậy 30 giây sẽ bằng 30 chia cho 60 phút và bằng 0,5 phút. 5 phút cộng cho 0,5 phút và bằng 5,5 phút. Vậy 5 phút 30 giây bằng 5,5 phút. Vậy ở đây chúng ta đã có thời gian và quãng đường. Chúng ta sẽ đi tìm vận tốc. Vận tốc bơi của cô Lan là, chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây là 286. Chia cho thời gian ở đây chính là 5,5 phút và bằng 52. Đơn vị ở đây là mét trên phút. Vậy vận tốc bơi của cô Lan theo đơn vị mét trên phút là 52 mét trên phút. Chúng ta tiếp tục với bài 10. Lúc 6 giờ 30 phút, chị Mai đạp xe tập thể dục vòng quanh hồ và đạp hết 2 vòng hồ lúc 7 giờ. Biết quãng đường một vòng hồ dài 3,25 km, vận tốc đạp xe của chị Mai là. Vậy tương tự ở đây chúng ta thấy, đề bài yêu cầu tìm vận tốc đạp xe của chị Mai. Vận tốc đạp xe, tức là V sẽ bằng S chia T, tức là quãng đường đạp xe của chị Mai chia cho thời gian đạp xe của chị Mai. Ở đây đề bài đã cho chúng ta. Về đây chúng ta sẽ lần lượt đi tìm quãng đường mà chị Mai đạp xe là bao nhiêu và thời gian mà chị Mai đạp xe là bao nhiêu. Vậy trước tiên ở đây cô sẽ đi tìm thời gian mà chị Mai đạp xe. Chúng ta có chị Mai xuất phát lúc 6 giờ 30 phút và sau khi đạp hết 2 vòng thì là lúc 7 giờ. Vậy thời gian mà chị Mai đạp xe hết 2 vòng hồ là 7 giờ trừ cho 6 giờ 30 phút. Chúng ta có thời gian mà chị Mai đạp xe hết 2 vòng hồ là. Chúng ta sẽ lấy 7 giờ trừ cho 6 giờ 30 phút, tức là thời điểm kết thúc trừ cho thời điểm xuất phát. Đây chính là 7 giờ trừ cho 6 giờ 30 phút. Và đây chúng ta sẽ có 7 giờ chính là bằng 6 giờ 60 phút. Chúng ta trừ cho 6 giờ 30 phút. Đây cô thu được kết quả là 30 phút. Vậy 7 giờ trừ cho 6 giờ 30 phút chính là bằng 30 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm quãng đường mà chị Mai đạp xe 2 vòng hồ. Ở đây cô có quãng đường mà chị Mai đạp xe 2 vòng hồ là. Ở đây chúng ta thấy chị Mai đạp xe 2 vòng hồ và quãng đường một vòng hồ dài 3,25 km. Vậy quãng đường của 2 vòng hồ sẽ là 3,25 nhân với 2, tức là quãng đường của một vòng hồ nhân với 2 vòng. Ở đây chính là bằng 6,5 km. Vậy chúng ta đã có quãng đường và thời gian mà chị Mai đạp xe 2 vòng hồ. Ở đây cô sẽ tính vận tốc theo đơn vị là km/giờ. Vậy cô sẽ đổi 30 phút về đơn vị đo là giờ. Chúng ta có 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 30 phút sẽ bằng 30 chia cho 60 giờ và bằng 0,5 giờ. Vậy vận tốc mà chị Mai đạp xe 2 vòng hồ là, hay đó chính là vận tốc đạp xe của chị Mai là. Chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây chúng ta có là 6,5 km.
chia cho thời gian ở đây chính là 0,5 và bằng 13 km/h. Vậy vận tốc đạp xe của chị Mai là 13 km/h. Chúng ta tiếp tục với bài 11. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ Hà Nội đến Quảng Ninh với quãng đường dài 180 km. Ô tô thứ nhất đi hết 3,6 giờ, ô tô thứ hai đến Quảng Ninh sau ô tô thứ nhất 24 phút. Vận tốc ô tô thứ nhất nhanh hơn ô tô thứ hai là? Vậy đây đề bài hỏi chúng ta, vận tốc ô tô thứ nhất nhanh hơn ô tô thứ hai là? Vậy chúng ta cần phải lấy vận tốc của ô tô thứ nhất trừ cho vận tốc của ô tô thứ hai. Cô gọi ô tô thứ nhất là ô tô 1 trừ cho vận tốc của ô tô 2. Vậy chúng ta cần phải tìm vận tốc của ô tô thứ nhất là bao nhiêu và vận tốc của ô tô thứ hai là bao nhiêu. Ở đây chúng ta có vận tốc của ô tô thứ nhất được tính bằng công thức quãng đường mà ô tô thứ nhất đi chia cho thời gian mà ô tô thứ nhất đi. Tương tự chúng ta có vận tốc của ô tô thứ hai chính là bằng quãng đường mà ô tô thứ hai đi chia cho thời gian của ô tô thứ hai đi. Vẽ đây đề bài cho chúng ta biết hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Vậy cô có quãng đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Và quãng đường này dài 180 km. Chúng ta có quãng đường này dài 180 km. Ô tô thứ nhất đi hết 3,6 giờ. Vậy ở đây chúng ta đã có thời gian của ô tô thứ nhất là 3,6 giờ. Thời gian của ô tô thứ nhất là 3,6 giờ. Và chúng ta có quãng đường mà ô tô thứ nhất đi, đó chính là quãng đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Vậy ở đây chúng ta có quãng đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh là 180 km. Vậy ở đây chúng ta đã tìm được vận tốc của ô tô thứ nhất là 180 chia cho 3,6 giờ. Vậy chúng ta cần phải đi tìm vận tốc của ô tô thứ hai. Ở đây chúng ta có quãng đường mà ô tô thứ hai đi cũng chính là quãng đường mà ô tô thứ nhất đi, đó chính là 180 km. Vậy chúng ta cần phải tìm thời gian của ô tô thứ hai đi là bao nhiêu giờ. Đề bài cho chúng ta là ô tô thứ nhất đi hết 3,6 giờ và ô tô thứ hai đến Quảng Ninh sau ô tô thứ nhất 24 phút, tức là thời gian mà ô tô thứ hai đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh sau ô tô thứ nhất là 24 phút, tức là sẽ bằng thời gian của ô tô thứ nhất cộng thêm cho 24 phút. Vậy đây cô sẽ có thời gian đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh của ô tô thứ hai là? Ở đây ô tô thứ nhất đi hết 3,6 giờ và ô tô thứ hai đến Quảng Ninh sau ô tô thứ nhất 24 phút, tức là thời gian đi đến Quảng Ninh của ô tô thứ hai sẽ chậm hơn ô tô thứ nhất là 24 phút. Tức là ở đây chúng ta sẽ lấy 3,6 giờ cộng với 24 phút. Vậy ở đây chúng ta sẽ đổi đơn vị đo là phút về đơn vị đo là giờ để thực hiện phép tính. Ở đây cô có 1 giờ sẽ bằng 60 phút, vậy 24 phút sẽ bằng 24 chia cho 60 giờ và bằng 0,4 giờ. Đây cô sẽ ghi là 24 chia cho 60, chúng ta chia cho 60 để đổi ra đơn vị là giờ. Và đây chính là 3,6 cộng với 0,4 và bằng 4 giờ. Vậy đây chúng ta đã có quãng đường của ô tô thứ hai và thời gian của ô tô thứ hai vừa tìm được. Chúng ta sẽ tính được vận tốc của ô tô thứ hai. Vận tốc của ô tô thứ hai là? Để tính vận tốc chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc là quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây chúng ta có là 180 km chia cho thời gian của ô tô thứ hai là 4 giờ và bằng 45 km/h. Vậy đây chúng ta cần phải tính là vận tốc ô tô thứ nhất trừ cho vận tốc của ô tô thứ hai. Vậy chúng ta đã tính được vận tốc của ô tô thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm vận tốc của ô tô thứ nhất. Vận tốc của ô tô thứ nhất là? Ở đây chúng ta sẽ lấy quãng đường mà ô tô thứ nhất đi chia cho thời gian mà ô tô thứ nhất đi, đó chính là 180 km chia cho 3,6 giờ, chính là bằng 50 km/h. Vậy vận tốc ô tô thứ nhất nhanh hơn ô tô thứ hai là? Ở đây chúng ta sẽ lấy vận tốc của ô tô thứ nhất trừ cho vận tốc của ô tô thứ hai, ở đây chính là 50 trừ cho 45 và bằng 5 km/h. Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất nhanh hơn ô tô thứ hai là 5 km/h. Chúng ta tiếp tục với bài 12. Một tàu hỏa dài 40 m chạy qua cây cầu dài 0,5 km. Từ lúc đầu tàu bắt đầu đi lên cây cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu hết 45 giây, vận tốc của tàu hỏa theo mét trên giây là? Vậy đây chúng ta thấy một tàu hỏa dài 40 m chạy qua cây cầu dài 0,5 km. Vậy đầu tiên cô sẽ có được cây cầu dài 0,5 km. Từ lúc đầu tàu bắt đầu đi lên cây cầu, tức là ở đây cô sẽ cho tàu hỏa xuất phát từ đây và đi theo hướng này, và đến lúc toa cuối qua khỏi cầu. Vậy ở đây khi toa cuối đi hết cây cầu thì tàu hỏa sẽ đi thêm được một đoạn. Và cô có ở đây chính là đầu tàu, đây chính là toa cuối của tàu. Và đây chúng ta có đoạn tàu dài 40 m. Vậy đây chúng ta thấy từ lúc mà đầu tàu
Bắt đầu đi lên cây cầu, đến lúc mà toa cuối qua khỏi cầu, thì ở đây tàu đã đi thêm được một đoạn đường dài 40 mét. Vậy đây chúng ta có thời gian tàu bắt đầu đi lên cây cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu hết 45 giây, tức là tàu đi hết đoạn đường này hết 45 giây. Đề bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc của tàu hỏa theo mét trên giây. Vậy vận tốc của tàu hỏa sẽ được tính bằng quãng đường chia cho thời gian, công thức tính vận tốc. Vậy đây chúng ta thấy quãng đường mà tàu đi được đến lúc toa cuối đi hết cây cầu, đó chính là độ dài của cây cầu cộng cho độ dài của tàu. Ở đây chính là 0,5 km cộng cho 40 mét. Và chúng ta có thời gian chính là 45 giây. Vậy đây để tìm vận tốc, trước tiên chúng ta sẽ đi tìm quãng đường mà tàu hỏa đã đi từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu là. Và trước tiên cô sẽ đổi đơn vị là km về đơn vị là mét để tìm vận tốc theo đơn vị là mét trên giây. Đổi 0,5 km sang đơn vị là mét. Ở đây chúng ta có 1 km sẽ bằng 1.000 mét. Vậy 0,5 km sẽ bằng 0,5 nhân với 1.000 mét và bằng 500 mét. Vậy từ lúc đầu tàu bắt đầu đi lên cây cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu thì tàu hỏa đã đi được quãng đường dài là. Vậy đây chúng ta thấy tàu hỏa bắt đầu xuất phát ở đây. Sau đó khi tàu hỏa đi đến lúc toa cuối qua khỏi cầu, tức là tàu đã đi thêm được một quãng đường dài 40 mét, tức là quãng đường dài bằng chiều dài của tàu hỏa. Vậy đây chúng ta sẽ lấy chiều dài của cây cầu cộng với chiều dài của tàu hỏa. Đó chính là 40 mét cộng với 0,5 km, hay đó chính là 40 mét cộng với 500 mét và bằng 540 mét. Vậy vận tốc của tàu hỏa lúc qua cầu là? Để tính vận tốc chúng ta sẽ lấy quãng đường mà tàu hỏa đã đi chia cho thời gian của tàu hỏa đã đi. Ở đây quãng đường chúng ta vừa tìm được là 540 mét, chia cho thời gian đó chính là 45 giây và bằng 12 mét trên giây. Vậy vận tốc của tàu hỏa lúc qua cầu là 12 mét trên giây. Bài 13. Lúc 10 giờ 30 phút, anh Sơn đi xe máy từ nhà đến nhà hàng cách nhà anh 5 km. Đến nơi anh Sơn dùng bữa hết 1 giờ 30 phút và về đến nhà lúc 12 giờ 20 phút. Biết vận tốc lúc về bằng vận tốc lúc đi. Vận tốc đi xe máy của anh Sơn là? Vậy đây chúng ta có anh Sơn đi xe máy từ nhà đến nhà hàng cách nhà 5 km. Vậy cô sẽ có từ nhà anh Sơn đến nhà hàng. Đây chúng ta có quãng đường dài 5 km. Quãng đường dài 5 km. Và đây đề bài cho chúng ta là anh Sơn xuất phát lúc 10 giờ 30 phút. Anh Sơn sẽ đi từ nhà lúc 10 giờ 30 phút. Và đến nơi thì anh Sơn dùng bữa hết 1 giờ 30 phút và về đến nhà lúc 12 giờ 20 phút. Ở đây chúng ta sẽ có lúc mà anh Sơn trở về. Lúc mà anh Sơn trở về nhà đó là 12 giờ 20 phút. Và biết vận tốc lúc về bằng vận tốc lúc đi. Về vận tốc đi xe máy của anh Sơn là? Về đây để tính được vận tốc đi xe máy của anh Sơn, tức là chúng ta sẽ tính V sẽ bằng quãng đường mà anh Sơn đi chia cho thời gian mà anh Sơn đi. Vậy trước tiên ở đây chúng ta sẽ đi tìm quãng đường mà anh Sơn đi là bao nhiêu và thời gian mà anh Sơn đã đi là bao nhiêu. Trước tiên ở đây chúng ta sẽ xét quãng đường. Ở đây chúng ta có anh Sơn đi từ nhà đến nhà hàng. Đi từ nhà đến nhà hàng tức là ban đầu anh đã đi được 5 km. Sau đó anh ở lại nhà hàng và sau đó quay trở về nhà, tức là anh Sơn lại đi từ nhà hàng trở về nhà. Vậy anh Sơn đã đi 2 lần trên quãng đường 5 km. Vậy chúng ta có quãng đường mà anh Sơn đã đi đó chính là 5 km cộng với 5 km. Quãng đường mà anh Sơn đã đi là? Chúng ta sẽ lấy 5 km anh Sơn đi từ nhà đến nhà hàng cộng với 5 km anh Sơn đi từ nhà hàng về nhà và bằng 10 km. Vậy chúng ta đã có quãng đường. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm thời gian mà anh Sơn đã đi. Ở đây cô có, chúng ta xét thời gian. Anh Sơn xuất phát lúc 10 giờ 30 phút. Đến nhà hàng thì anh dùng bữa hết 1 giờ 30 phút và trở về nhà lúc 12 giờ 20 phút. Vậy khi cô lấy thời điểm anh Sơn trở về nhà trừ cho thời điểm mà anh Sơn xuất phát thì cô sẽ thu được thời gian mà anh Sơn đi từ nhà đến nhà hàng cộng với thời gian anh Sơn ở lại dùng bữa tại nhà hàng và cộng với thời gian mà anh Sơn đi từ nhà hàng về nhà. Tức là ở đây chúng ta sẽ cần tìm thời gian mà anh Sơn đi từ nhà đến nhà hàng, sau đó đi từ nhà hàng về nhà là. Ở đây cô sẽ lấy thời điểm lúc mà anh Sơn về đến nhà là 12 giờ 20 phút trừ cho thời điểm xuất phát. Thì là 12 giờ 20 phút trừ cho 10 giờ 30 phút. Vậy đây chúng ta có 12 giờ 20 phút trừ cho 10 giờ 30 phút
chúng ta sẽ thu được thời gian bao gồm cả thời gian mà anh Sơn dùng bữa ở nhà hàng. Vậy, ở đây chúng ta cần tìm thời gian mà anh Sơn di chuyển từ nhà đến nhà hàng, sau đó từ nhà hàng về nhà. Tức là chúng ta cần trừ đi thời gian mà anh Sơn đã dùng bữa ở nhà hàng. Vậy cô sẽ trừ đi 1 giờ 30 phút. Và đây chúng ta có 12 giờ 20 phút. Cô sẽ viết được thành là 11 giờ. Cô chuyển 1 giờ ở 12 giờ sang đơn vị đó là phút. Vậy đây cô sẽ có là 60 cộng 20 và bằng 80 phút. Trừ cho 10 giờ 30 phút và trừ cho 1 giờ 30 phút. Và đây chúng ta có 80 trừ 30 trừ 30 bằng 20 phút. 11 trừ 10 bằng 1. 1 trừ 1 bằng 0. Vậy chúng ta có kết quả đây là 20 phút. Vậy chúng ta đã có quãng đường mà anh Sơn đi và thời gian mà anh Sơn đã đi. Ở đây cô sẽ đổi đơn vị phút về đơn vị là giờ để tính vận tốc theo đơn vị là km trên giờ. 1 giờ sẽ bằng 60 phút, vậy 20 phút sẽ bằng 20 chia cho 60 giờ và bằng 1/3 giờ. Vậy vận tốc mà anh Sơn đã đi là, chúng ta sẽ lấy quãng đường mà anh đã đi chia cho thời gian mà anh đã đi. Quãng đường ở đây chính là 10 km. Chia cho thời gian chúng ta vừa tìm được là 1/3 và bằng 30 km/h. Vậy vận tốc đi xe máy của anh Sơn là 30 km/h. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong phần bài tập từ luyện của dạng 1, vận tốc của một chuyển đồng đều. Ở trong video lần sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa dạng 2. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.